Thì menu chúng ta cũng chưa lấy ra, còn nhiều thứ phải làm. Thì tôi làm lại phần thêm nhá, phần thêm này chúng ta cũng chưa xong đâu. Kết S này, tên danh mục này, đường dẫn này, danh mục tra này. Ví dụ như ở đây tôi để là bóng đá Anh, bóng đá Anh. Đường dẫn là bóng trừ đá trừ Anh. Ở đây chúng ta là thư mục con của bóng đá có hiển thị trang chủ. Ảnh thì không có, mô tả cũng không có, lưu xuống. Thì chúng ta sẽ có cái ra danh mục bóng đá Anh ở đây. Có cha là 6, và một cái là có xăm tinh hôm trước thì có cha là 6. Hôm nay cái bóng đá Anh thì có cha là 1, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ lấy ra cái tên của danh mục cha của thằng này. Chúng ta sẽ làm như nào? Thì đơn giản là chúng ta sẽ sử dụng cái tính chất là gọi là sử dụng cái thuộc tính sử dụng cái hành động của một lớp hướng đối tượng thôi, không có gì nhiều. Thì ở đây chúng ta có cái phần là research này, view, get, index. Nhầm. Admin, get, index. Này đúng nhé. Danh mục tra thì chúng ta đang lấy ra element trỏ đến parent ID đúng không? Thì chúng ta sẽ làm tiếp cái việc này. Để lấy ra được tên của danh mục tra, chúng ta sẽ xử lý như sau. Chúng ta vào app, vào cái gì, làm sao không biết đang làm gì à, không biết đang làm gì không, vào category. Chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái hàm nữa là public function get parent name như này, get parent name. Được chưa? Chúng ta sẽ có là parent bằng cell đi, cell 2.2 chấm file this trỏ đến parent name và parent ID. Chúng ta DD ra cái đô la parent. Được nhá. Xong chưa? Sau đó chúng ta ở ngoài cái index này, chúng ta ở phần là chúng ta chuyển element trỏ đến parent ID ấy, chúng ta tiến hành là gọi là đô la element trỏ đến get parent name, đóng mở ngoặc vào đây. Thì nó sẽ lấy ra tên của danh mục tra thực thi cái hàm kia. Các bạn xếp xuống và ra ngoài này refresh. Nó sẽ ra ngay một cái lần null. Null đây. Bởi vì không có thằng parent parent nào có không có thằng category nào có cái ID là -1 cả, cho nên sẽ bị null. Như vậy thì chúng ta sẽ phải làm cái việc như sau. If phủ định của parent thì chúng ta sẽ return null. Còn else thì chúng ta sẽ tiến hành return parent cho đến name. Yeah. Sau đó các bạn ra ngoài này, các bạn reload sẽ nhìn thấy những cái thằng nào có danh mục là cha là -1 hoặc là cha không tồn tại thì nó sẽ để trống, còn những cái thằng nào mà có cha những phái đẹp và con của sống trẻ này thì nó sẽ viết cái sống trẻ ra thể thao bóng đá, đúng chưa? Đấy ra ngoài.
Đây. Thấy chưa nhỉ? Đấy là cái cách hiển thị của cái danh mục tra ra. Xong chưa? Tiếp tục. Chúng ta sẽ hiển thị nốt cái phần phân trang của phần này ra. Chúng ta sẽ viết tiếp ở dưới một cái thẻ TR, ở trong là một cái thẻ TD. Thẻ TD. Chúng ta sẽ để colspan. Colspan bằng 1 2 3 1 2 3 4 5. Colspan bằng 5. Và có class là text-center. Ở trong này chúng ta sẽ sử dụng là cái echo ra cái kết trỏ đến link. Kết trỏ đến link. Dạ. Ra ngoài này chúng ta nhìn thấy ở dưới nó có phần phân trang. Ủa. Đi trời. Tôi viết nhầm. Cắt đi cho ra ngoài. Sorry các bạn. Cái trò link. Tất nhiên là chúng ta sẽ không có gì cả bởi vì chúng ta đang phân trang là 15. Hiện tại chúng ta mới có chỉ có 12. Để kiểm tra được phân trang hay không, chúng ta vào HTTP này. Controller admin category chúng ta sửa số 20 này thành 10 thành 10 chẳng hạn. Và chúng ta sẽ nhìn thấy nó phân trang ngay. 1 2 đây. Sẽ ra ngay. Sang trang 2. Say something thể thao bóng đá. Về trang 1. Đó, đấy là cái phân trang. Được chưa nhỉ? Vẫn còn tiếp. Chúng ta để ý, nếu mà chúng ta để như thế này, cái màn hình danh sách danh mục của chúng ta đã hoàn thiện chưa? Còn như nào nữa? Còn thiếu cái gì? Nếu sau này danh mục hoặc bài viết của chúng ta quá nhiều, nó rơi vào hàng trăm hàng nghìn cái bài viết hoặc hàng trăm cái danh mục, chúng ta không thể tìm kiếm được, đúng không? Phải có một cái field tìm kiếm ở phía trên này để cho người ta có thể tìm được những cái danh mục của mình mong muốn. Thì chúng ta có thể là nhét lên phía trên này một cái đoạn text field gì đấy. Ví dụ như tôi để đây một cái div là class là search form chẳng hạn. Ví dụ tôi để thế, tí tôi CSS cho nó sau. Tôi trong này tôi có một cái form. Trong này tôi có một cái form action thì vứt đi đã, method get. Ở trong này chúng ta sẽ có một cái input type bằng text, name bằng keyword, value để đấy đã, placeholder là tìm kiếm chấm chấm chấm. Và chúng ta sẽ có một cái button. Thực ra cũng chẳng cần bắt tên. Thôi, để bắt tên ở đây. Type bằng submit. Đây là cái chúng ta sẽ để một cái thẻ y. Y.f3 trừ search. Tí nữa chúng ta style nó xong. Đấy, nó sẽ là cái phần tìm kiếm của mình. Cứ vứt tạm đấy, tí tính.
Được chưa? Nếu mà tôi để đây là search chữ high tech chẳng hạn. Copy paste lên đây. Search như này. Các bạn thấy nó không ảnh hưởng gì đúng không? Chúng ta có thêm phần key bằng high tech. Đúng nhá. Đây là bóng đá này. Thêm key của bóng đá. Đúng không? Bây giờ chúng ta tìm kiểu gì? Các bạn xong phần này chưa? Chúng ta không cần để cái action gì đâu nhá, action để trống cũng được. Kệ nó. Nhưng mà nhớ tôi cái method là phải là get, bắt buộc phải là get. Tí nữa chúng ta kéo cái kia lên sau. Được chưa? Các bạn cứ để form bình thường thôi. Tí nữa tôi sẽ gửi lên, tôi sẽ style lại cái phần này và tôi sẽ gửi lại cho các bạn cái form sau. Tôi ra cái ô button search đi. Và cái thẻ này tí nữa tôi sẽ move nó lên trên này. Move nó lên trên này. Chúng ta dễ làm. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái việc tìm kiếm này. Chúng ta sẽ làm cái việc như sau. Ở trong category controller, ở cái hàm index này, chúng ta DD cho tôi cái đô la, chúng ta sẽ nhận thêm cái request vào đây. Request, cái biến là request. Đây chúng ta DD ra cái biến request, trỏ đến keyword. Keyword, xem nó có ra cái từ mà chúng ta nhập lên không. Có ra không? Chúng ta search cái nhé. Reload trang. Bóng đá đúng không? Nếu mà không có cái đoạn này thì sao? Nó bằng null. Đúng nhá. Chúng ta sẽ có, ở trong này chúng ta sẽ xử lý là một cái, chúng ta có một cái biến là keyword. Keyword bằng request trỏ đến keyword này. If phủ định của keyword, tức là keyword bằng null, phủ định của keyword thì chúng ta sẽ có cái này, kết bằng category paginate 10, else tức là keyword có giá trị, chúng ta sẽ lấy ra là kết bằng category 2.2. where là name string like %%, quên nhầm, string như này %%, đô la, k
keyword và chúng ta paginate 10, trỏ đến paginate 10 để phân trang những cái việc, những kết quả tìm kiếm kia. Được chưa? Thử cái nhá. Bây giờ kết này, enter này xuống, vẫn như cũ đúng không? Cho search chữ bóng đá, bóng ra bóng đá và bóng đá Anh. Có sao? Thank you.
cái đô la. Sai là sao? Được chưa? Vẫn chưa xong nha, còn rất nhiều việc chứ chưa xong đâu. Tiếp theo này. Bây giờ mình sẽ có thêm cái phần đã truyền một keyword rồi. Thì chúng ta phải truyền cả keyword ra ngoài. Compact thêm cái keyword ra ngoài. Và hiển thị cái keyword này ở ngoài này. Hiển thị ở trong cái input này. Chúng ta có phần value bằng echo ra cái biến keyword để chúng ta có chữ keyword ở đây. Nó luôn giữ lại cái trạng thái này để người ta tiếp tục tìm kiếm hay người ta sửa sang cái gì đấy. Chưa hết, chúng ta ví dụ chúng ta tìm chữ A chẳng hạn. Chữ A này hơi ít nhỉ. Và chúng ta sửa cái phần phân trang. Bạn để ý nhá, tôi sẽ làm cái việc này. Tôi tạm thời sửa phần phân trang này còn 2. Đúng không? Sửa phần phân trang này còn 2. Chúng ta nhìn nó có khoảng 3 trang. Đúng chưa? Nhưng bây giờ các bạn xem này. Hiện tại chúng ta đang tìm chữ A nhá. Sửa này. Page 2 và mất cái tìm kiếm luôn. Đúng không? Mất cái tìm kiếm luôn. Và mất cả trang 3 lúc nãy tôi back lại này. Là chúng ta có 3 trang. Đúng không? Bây giờ tôi sang trang 3 này. Rộng. Đúng không? Bởi vì nó bỏ mất cái từ hỏi chấm keyword bằng của tôi rồi. Đúng không? Nó xóa mất cái hỏi chấm keyword bằng của tôi rồi. Cho nên là nếu mà chúng ta không nhét thêm cái hỏi chấm keyword vào cho cái phần phân trang ấy, cái link phân trang thì nó sẽ bị lỗi khi mà chúng ta sang trang tiếp theo của phần tìm kiếm. Vậy chúng ta phải làm như nào? Trong Laravel phần phân trang nó đã cung cấp rồi, như lần trước tôi nói với các bạn rồi thì phải, đúng không? Ở trong phần client nó có rồi đấy. Home controller đây này. Đâu nhỉ? Data not found where detail desert. Đây. Chúng ta có phần with path nhét thêm cái keyword vào trong. Không biết có đứa nào còn nhớ. Chúng ta sẽ có phần ở đây. Khi mà kết rỗng. Đúng không? Khi mà kết rỗng, khi mà keyword bằng null, khác null. Chúng ta sẽ có cái biến kết bằng kết trở đến with path keyword bằng biến keyword và vứt ra ngoài. Chúng ta sẽ có phần như sau. Back lại, tìm kiếm A này, lỗ trang 3 trang đúng không? Nó sang trang 3. Nó giữ lại keyword bằng A, page 3 là say something, bóng đá Anh. Còn trang 1, bóng đá, thể thao. Phải đẹp, game. Nó sẽ không bị mất cái hỏi chấm kia. Trả lại đây là bằng 10. Chúng ta sẽ không còn bị lỗi nữa. Đó, chúng ta thêm cái phần này vào cho tôi. Xong chưa? Xong đi nhỉ? Vẫn chưa hết, vẫn còn nữa. Nếu mà chúng ta để ý này, nếu mà chúng ta không tìm kiếm cái gì thì chúng ta chỉ xem được tối đa là 10 thôi, đúng không? 10 bản ghi thôi. Nếu tôi muốn thay đổi số 10 này đi thì sao? Ví dụ như một trang tôi muốn xem mỗi một trang của tôi có khoảng 20, 40, 60, 100 những cái bản ghi cho một page thì có làm được không? Và phải thay đổi như nào? Thì chúng ta phải có thêm cái phần để thay đổi cái page number, cái page size, cái đấy gọi, mọi người gọi là page size. Thì chúng ta sẽ phải thêm một phần nữa vào đây.
Chúng ta sẽ có một cái div khác. Div khác có class là PageSize. PageSize. Thường thường cái này đặt trước cái search kia. PageSize. Trong cái PageSize này thì chúng ta sẽ có một thẻ thôi. Một cái thẻ select thôi. Một thẻ select thôi. Có name niếc gì. Multiple, multi-piec. Một cái ID. PageSize. Chúng ta tạm để những cái option là bằng 10. 10. Hai mươi, bốn mươi, đủ như này. Với 20, 40 đúng không? Giờ sao? Thay đổi rồi. Tôi sẽ mong muốn là khi tôi bấm vào đây, tôi bấm vào những cái này, những cái số này thay đổi, thì cái trang này của tôi, những cái số phần sản phẩm này, cái số số phần tử nó sẽ thay đổi theo. Đúng không? Ví dụ tôi sẽ thay đổi lại cái số này, tôi vẫn để 10, 20, 40, tôi sửa lại thành 2. Bởi vì số lượng của tôi đang ít quá. 5, 10. Ví dụ vậy, 2 5 10 như này. Tôi thay đổi như này. Thì tôi sẽ có cái gì? Hai, năm, 10. Giờ sao? Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta viết một đoạn script ở dưới này. Script chúng ta tiến hành là $document.ready function. Viết JS. Chúng ta sẽ viết là page size $ thăng page size .on train function trong. Chúng ta sẽ có console.log ra $this.val xem ra bao nhiêu. Còn nhớ jQuery không? Nhìn mặt bọn này quên hết rồi.
Được chưa? Có dao. Sau này chưa? Tôi đẩy cốt lên nhá. Rồi. Chắc chắn nó này sẽ gây lỗi. Nó sẽ bật ra lỗi. Chúng ta thử một cái. Inspect này. Console log này. Reload này. Chúng ta nhìn nhá. Nó sẽ ra cái lỗi là uncatch. Uncatch reference error dollar inot define. Tức là cái biến đô cái dollar chúng ta dùng ở trong cái đoạn này này. Nó chưa được định nghĩa. Thế vì sao nó lại chưa được định nghĩa? Chúng ta thử xem như nào nhé. Đây. Chúng ta tiến hành inspect. Kéo lên trên. Page footer, src script. Các thứ các kiểu. Thế vậy thì cái đoạn script kia ở đâu? Chúng ta nhìn này. Thấy gì không? Script. Tại sao lại nằm ở đây? Nhìn không? Cái đoạn đúng cái đoạn chúng ta vừa viết không? Tại sao nó lại nằm ở đây? Đây nó phải nằm dưới cái này chứ. Đúng không? Thằng này viết trước mà. Nó phải nằm dưới cái này chứ. Tại sao nó nằm tít ở trên head này? Mà các bạn biết JavaScript đấy, cái biến đô la này nó đã được khai báo đâu mà nó dùng. Bởi vì jQuery chúng ta phải khai báo tít ở phía dưới này. Đâu đây, jQuery. Đây, jQuery ở tít dưới này. Sử dụng cái đoạn đô la trước khi khai báo cái thư viện jQuery chắc chắn nó sẽ bị lỗi rồi. Đây điều bình thường. Tại sao lại xuất hiện đây? Thì chúng ta để ý này. Hôm trước cái layout của chúng ta là tôi đục cho cái thư mục cái file layout những cái lỗ tôi nhét vào đấy. Thì nó sẽ hiển thị ở đúng thứ tự của những cái lỗ đấy. Đúng không? Bây giờ tôi không đục lỗ mà tôi cũng nhét vào thì tự động nó sẽ bị ủn lên đầu của trang. Và bây giờ tôi muốn đục thêm một cái lỗ hiển thị ở dưới tít phía dưới cùng của trang thì tôi phải làm nào? Chúng ta lại phải ra layout, chúng ta nhét tạo đục một cái lỗ nữa. Nhét ở dưới cùng. Chúng ta có phần là include script đúng không? Chúng ta sẽ phải tạo một cái view nữa ở đây. View nữa ở đây là ZF tít ở dưới cùng của trang để cho nó import xong tất cả các cái thư viện JS, sau đó chúng ta mới nhúng JS vào trong cái chỗ này thì mới được. Còn không ấy, là nó đưa lên đầu là tèo ấy. Được chưa? Xếp xuống. Và bây giờ chúng ta vào cái index kia, chúng ta sẽ có một cái phần A cộng section. Section. Trong này là JS. Và trong này A cộng end section. Một phát là chạy luôn. Không còn lỗi nữa đúng không? Không còn lỗi nữa. Và chúng ta vào console này. Clear burst nó đi. Cho thay đổi cái này. 5 của không gia tải. Oh shit. Kéo dưới cùng này. End JavaScript. Đây cái đoạn này nó đang bị comment các bạn nhá. Đoạn này nó đang bị comment. Đoạn này nó đang bị comment. Các bạn có bị không? Comment do thằng sub admin script này. Thằng ngu này. Chờ đi. Admin này. Script này. Hả? Đây à? Đi in JavaScript này. Dọa load script này. Trừ. Thằng. Đúng rồi. Xem nó được chưa? Vẫn bị.
em JavaScript, em JavaScript. Sao cái này đâu ra nhỉ? À đây đây, trừ trừ đóng vào. Đây à, đoạn JavaScript của chúng ta đây. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ khi thay đổi cái này, chúng ta sẽ ở phần console này chúng ta sẽ thấy được cái số and JavaScript. Để tôi đẩy code lên nhá, đỡ bị nhập. JavaScript. Này, dư rồi chấm phẩy, nhét vào. Xong chưa? Bây giờ tôi bắt cái sự kiện là thay đổi, khi mỗi khi cái page size này thay đổi thì tôi sẽ gọi cái hàm on train này và hiển thị ra cái lộ ra cái this van làm gì. Thì mục đích sẽ như sau, chúng ta sẽ làm những cái việc như sau. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái select box ở đây, 5, 15 chẳng hạn, input insert ở đây, đây là cái tính sách. Bây giờ sẽ làm sao? Mỗi khi thay đổi này, mỗi khi chẳng select thay đổi, thì URL của chúng ta sẽ có thêm đây là cái chấm 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 nhé. Kết index chẳng hạn, đúng không? Hoặc là chỉ kết không như này hả? Nếu mà có search ở đây, chúng ta sẽ có khoảng chấm keyword. Word bằng cái ID đây giá trị của cái phần search này. Chúng ta sẽ có hỏi chấm page bằng ví dụ 1 chẳng hạn thì là số tân trang ở phía dưới này. Bây giờ còn cái này thì chúng ta sẽ phải có thêm một đoạn là hỏi chấm, học cái nhập nên không phải hỏi chấm nữa, và page size bằng 5, 10 và 15 gửi lên như này, kiểu trên server mới có điều kiện để phân trang rồi. Thì bây giờ chúng ta phải làm như nào để thêm được cái đoạn này vào, để thêm được đoạn này vào thì chúng ta cần phải lấy được cái URL hiện tại của cái trình duyệt, đúng không? Phải lấy được cái URL hiện tại. Chúng ta search thử xem là Laravel nó cũng cung cấp được không, hay là chúng ta phải dùng JavaScript. Thì nếu mà được thì dùng Laravel là ngon nhất. Laravel này get current URL. Chúng ta thử cái URL current này xem. Thử coi xem có không. Chúng ta thử va đam ra cái URL current xem có không. Có lỗi không? Admin kết này, ví dụ page bằng 2 này, nó không ra. Nó không ra. Nó chỉ ra cái đường dẫn đến đây thôi. Tôi muốn lấy ra hết tất cả các cái tham số ở đây luôn. Không ra.
Không được rồi. Get full. Server HTTP host. Đây mình làm cái ngày vậy. Localhost 8000. Không được. Đấy gì? Không được, thiếu hạ, thiếu tham số. Nè, tôi có cái tham số ở đây là page bằng 2 đúng không? Nó mới chỉ ra đến admin kết thôi. Nó không ra. Bảy. Chẳng nhẽ không có. Thử lấy ra request URL này. Để request full URL. Thử xem. Tôi sẽ tiến hành ở cái category controller này, tôi tiến hành DD ra cái request full URL xem có được không. À, ra rồi. Đây rồi. Đây, chúng ta sẽ có cái thêm cái biến như sau. Full URL bằng request full URL và chúng ta sẽ copy cái này vứt ra ngoài. Vứt ra ngoài. Vứt cái full URL ra ngoài. Xong chưa? Xong chưa? Chúng ta sẽ có như sau. Về mở về index đi. Chúng ta sẽ sửa cái this.van này. Và là page size bằng this.van. Chúng ta sẽ có thêm một cái biến va full URL bằng echo của biến full URL. Đây là hai tham số, chúng ta sẽ có if full URL chấm index of cái dấu hỏi chấm. Nó khác với trừ một. Tức là cái ký tự hỏi chấm nó không có tồn tại ở trong cái nó không tồn tại ở trong cái URL hiện tại, thì chúng ta sẽ có là full URL cộng bằng với phẩy phẩy hỏi chấm page hỏi chấm này hỏi chấm. Từ từ, chẳng có gì phải làm này. Chúng ta sẽ có full URL nó sẽ cộng bằng với tiếp này. Nếu mà hỏi chấm trả lời về false thì nó sẽ cộng bằng với dấu hỏi chấm. Còn nếu không thì nó sẽ bằng dấu và. Sau đó full URL sẽ cộng bằng với page size bằng đô la page size. Sau đó console
log ra cái full URL. Thử xem. Được chưa? Cái này chúng ta đang cái đoạn này này, mục đích là xử lý cái URL khi mỗi khi cái select page size được thay đổi giá trị, sau đó sẽ tiến hành là redirect sang URL mới, URL theo cái giá trị được thay đổi. Đó, mục đích của chúng ta là như vậy. Thì chúng ta sẽ làm hiển thị nó ra được đã. Bây giờ chúng ta sẽ xem nó có cái gì. Page bằng 2 này. Rồi nha, page bằng 2 nha. Clear đi này. Chúng ta thay đổi cái này thử xem. 5 ra này. 10. Có gì đó không đúng. Lỗi bố rồi. À đây, cái đoạn này không đúng này. Các bạn nhìn không, nó vứt thẳng ra đây thì JS nó không hiểu cái đoạn text này. Thấy không? Cái này JS nó không hiểu, chúng ta phải thêm như này vào. Lỗi sơ đẳng, tôi rất hay là sai. Thêm hai cái phẩy ở ngoài. Bây giờ chúng ta nhìn thấy nó chạy. Những cái error SVG khác các bạn mặc ra. Được chưa? Localhost admin gate. Ôi giời ơi. Shit, sai rồi. Nếu nó khác trừ một, à đúng không, cái này là vài, cái này là hỏi chấm. Xin lỗi các bạn, tôi nhập. Đây, và page size bằng 10 này. Sau đó và page size bằng 2 này. Và page size bằng 5 này. Đúng không? Đấy là cái đích chúng ta cần phải đạt tới. Update. Nếu các bạn không theo kịp thì lên trên GitHub để lấy về. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng tiếp là windows.location.href bằng full URL. Được chưa? Thử cái. Okay.
Page bằng 2 là tôi thay đổi. Page size 5 này. Oh, teo rồi. Page size bằng 5 và page size bằng 5. Đây lại một cái lỗi nữa. Mình chưa check được cái này. Rồi, lỗi rồi. Mệt quá nào. Dùng GF để làm cái này không ổn nào ạ. Giải pháp này không được rồi. Không được. Không được rồi. Phải tìm cách khác rồi. Search form. Các bạn chờ tôi tí nhé, để tôi nhớ lại xem là cái này dùng như nào. Nhét cái này vào trong một cái form này. Nhét cái này vào cái form này. Sau đó option này. Khi mà select thay đổi. Cái này mình sẽ thêm cho nó một cái name. Name bằng page size. Name bằng page size. Khi page size thay đổi thì form sẽ được submit. Có cái ID cho form. Đây là filter. Filter form. Các bạn chờ tôi tí nhé, để tôi nhớ lại xem là làm nào. Xử lý trên là thay đổi. Rồi thì mình sẽ có đô la thằng chấm submit. Rồi. Rồi, ok, được rồi, nhớ rồi. Đây, xin lỗi các bạn nha. Nãy giờ làm nó hơi lòng vòng và bị lỗi, sai. Thì chúng ta sẽ có nhét cái phần page size đấy vào trong cái form. Nhét vào trong luôn. Chúng ta sẽ có cái select page size này, name bằng page size này. Có các option là 2, 5, 10 đấy. Ở trong cái form, tôi để cái form này có cái ID là bằng filter form. Nhớ là cái select này có cái page size nhé. Được chưa? Thì chúng ta quy định với nhau như sau. Mỗi một lần tôi thay đổi cái này thì trang này tất cả đều trở về về phần page bằng 1. Kể cả tìm kiếm vậy. Mỗi lần các bạn bấm tìm kiếm như thế này thì page cũng trở về 1. Được chưa? Luôn luôn là như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái sự kiện như sau. Tôi bắt cái sự thay đổi của thẻ select. Cái thẻ select là cái thẻ cái gì ạ? Mỗi một lần cái thẻ select này thay đổi thì tôi bất biết là cái input này nó có giá trị gì hay không. Nhớ chưa? Tôi bất biết cái thẻ input này có giá trị gì hay không. Tôi đều submit cái form kia đi. Thì tôi sẽ dùng jQuery là thăng filter form.submit để submit cái form kia lên. Thì chúng ta sẽ làm lại như sau. Tác dụng của nó sẽ được như này. Ok này. Được chưa? Hiện tại đang bằng 2, không có tìm kiếm, không có phân tra. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bằng 5. Thì chúng ta nhìn thấy redirect sang là page size bằng 5, keyword bằng rỗng. Đúng không? Kệ nó thôi. Bây giờ thì tôi sẽ bắt cái kia ở đây. Chúng ta sẽ có cái đô la page size. Các bạn xem đã, tí nữa tôi sẽ gửi lên cho các bạn. Page size bằng request trỏ đến page size. Xong. Coi tiếp này. Nếu mà cái page size này bằng null. Page size này bằng null thì cái page size này mặc định bằng 10. Thì mặc định bằng 10, page size biến page size bằng 10. Còn nếu không thì cái page size này bằng request page size. Và chúng ta sẽ copy cái này, chúng ta vứt xuống dưới này. $page size
đô la PSI. Coi nhá. PSI đúng 5 này. Đúng 5 không? Chúng ta có trang 2. Trang 2. Ôi giời ơi. Này còn thiếu nữa. Hỏi chấm và PSI bằng đô la PSI. Back lại. Reload này. 5 thì có 1 2 3 4 5 này. Trang 2. Ngu rồi, không, không phải, tôi đặt nhầm. Tôi đặt nhầm đấy. Đô la kết cho đến, chờ tí nhá. Đô la pat additional add pat này. Bằng string rộng này. Nếu mà ở đây có thì chúng ta chỉ thấy cái add pat kia. Add pat kia cộng bằng với chuỗi là hỏi chấm psi bằng cái này thôi. Còn nếu mà ở đây chúng ta sẽ có cái addPath này, biến addPath này nó sẽ cộng chuỗi bằng với cái keyword cộng lên đây và cộng tiếp với và với cái psi bằng psi. Nó khác nhau mỗi dấu hỏi chấm hay là dấu và thôi mà. Ta sẽ cắt cái này vứt xuống dưới cộng với cái bằng với cái add path. Đâu? Đây à? Đây à? Ok ok. Rồi ok. Ôi giời ơi. Cái gì mà thiếu dấu chấm phẩy. Xong chạy. Đấy nha, page bằng 10 nha, keyword rỗng nha. Chúng ta sang page bằng 2 này. Page bằng 5 này. Xong chưa? Sang trang 2. Page size bằng 5. Page bằng 2 thì nó vẫn là 1.5. Trang 3. Đúng không? Được chưa? Chúng ta thay đổi cái này thì nó sẽ thay đổi theo. Tất nhiên là đây là do tôi chưa set selected cho những cái này, tí nữa tôi sẽ hoàn thiện nốt. Nhưng mà ít ra nó đã chạy được cái phần page size của chúng ta rồi. Nếu mà thích nữa thì các bạn có thể truyền thêm cái page size này ra ngoài. Truyền nốt ra ngoài. Tí nữa tôi sẽ set selected cho phần kia. Thế là xong. Đó, tôi sẽ đẩy code lên. Các bạn làm phần đẩy vào trong cái phần page size cho tôi. Đấy nó mới là cái phần hoàn thiện của trang danh sách. Khi mà làm danh sách thì phải có phần phân trang, thì phân trang là một này, tìm kiếm là hai này, thay đổi số phần tử trên một trang là ba. Ba cái đấy là ba cái tối cơ bản các bạn phải làm được. Còn chưa tính là phải order by. Order by theo name, order by theo cái ví dụ như kiểu is menu, order by lên.
Đây là tôi hướng dẫn các bạn là tự quan trọng, tự quan trọng tay cốt ra. Và thực ra chúng ta có những cái vùng khác làm quan trọng. Ờ thì cái đấy tôi đã làm đâu, chưa làm mà anh. Nên tâm phần này còn phải liên quan đến cái helper nữa. Đấy nó sẽ có thêm cái helper, tự tạo những cái hàm helper và code helper để dùng. Giống những cái hàm URL hay là hàm RAW, những cái hàm helper có sẵn. Mình bây giờ mình tự tạo ra của mình. Sao rồi? Được chưa? Cái này đó, cái ứng dụng JavaScript của Kim. Tí nữa bỏ sau. Đúng là, nó sao? Đấy rồi. Bây giờ code phần cái search kia cho nó lên trên đi. Để tôi code cho phần search lên trên đi nhé. Đây keyword đây đúng không? Form group này. Deep relative. Deep get. Tôi biết style nào. Copy này. Public này. App CN này. Wow. Như chúng ta đang không có file CSS riêng của mình. Hướng dẫn viết CSS riêng luôn nhé. Nếu mà chúng ta muốn custom CSS của mình á. Không thích. Tôi thích viết cơ. Bây giờ chúng ta tạo ra một cái file CSS ở bất kỳ đâu trong public này. Ví dụ như kiểu là main.css. Nhét vào đây. Như này. Tôi viết đấy đã. Tôi muốn cái này được áp dụng. Tôi muốn cái file main này được áp dụng á. Thì các bạn vào phần layout hay vào phần sub cũng được này, sub style blade này, nhét cái đấy xuống dưới cùng, chúng ta sẽ có là link đưa xuống dưới, link href bằng bằng gì nhỉ, file vừa rồi của tôi là gì, css main.css, thế xong nhét nó vào này, đây sử dụng file css riêng của mình. Thì tôi sẽ viết ở đây là deep category bằng relative position relative nhập relative này. Sau đó ở phía trong thì tôi có cái button đúng không? Button btn absolute asl -form. Copy cái này. Tôi sẽ có cái thẻ position absolute top bằng 10 0 pixel right 0 pixel nữa, thử cái xem được không. Đấy, lên rồi này, giờ mình chỉ chỉnh sửa cái tọa độ thôi, tăng rồi 3 pixel right tăng lên. Đấy, đủ đẹp chưa? Top 3, right 17. Copy vào. Vứt vào đây. Xong phim. Reload chưa? Thế là đủ đẹp rồi. Đúng không? Hả? Đấy. Phần này dễ ỏm mà. CSS thôi.
Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm phần helper này. Chúng ta để ý nhá, trong Laravel á, các bạn vào laravel.com đi, laravel.com này. Các bạn search ngay cho mình cái là helper. Helper. Đó, trong này nó có một rổ các cái hàm. Đây hầu hết là những cái hàm. Từ cái hàm string, ví dụ như kiểu là string slug này hôm trước chúng ta dùng rồi đúng không? Rồi keyback case, string is, string limits, string plural, string random. Nó có đủ các cái thể loại hàm nó hỗ trợ chúng ta trong này, đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng có những cái hàm mà chúng ta không muốn sử dụng của nó, hoặc là chúng ta nó không có như chúng ta mong muốn, mà chúng ta phải tự viết ra. Được chưa? Hoặc là lưu trữ những cái thứ config trong hệ thống mà chúng ta chưa nhét vào đây. Đúng nhá? Thì chúng ta có thể sử dụng hàm helper. Ví dụ như cái đoạn này. Ví dụ như cái đoạn là option này chẳng hạn. Đúng nhỉ? Tôi hoàn toàn có thể là sử dụng, tôi muốn sử dụng nó như thế này cho nó nhanh này, tôi muốn sử dụng là for each một cái biến gì đấy, một cái list và list page size. List page size. Ở đây s element rồi tôi sẽ có cái option ở trong này. Tôi vứt ra option bằng element. Bằng element trong này. Đấy, element nhập. Echo ra đây element và giá trị cũng bằng element ở đây. Biết vì sao tôi phải làm như này không? Biết vì sao? Bởi vì chúng ta ấy chắc chắn phải quản lý rất là nhiều người, nhiều thứ đúng không? And for each. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang quản lý về danh mục này, mấy nữa chúng ta sẽ làm quản lý về bài viết này. Rồi thì quản lý về comment này, quản lý về user này, đúng không? Cũng có những cái danh sách kiểu như này. Chả nhẽ mỗi cái đấy chúng ta lại phải viết một cái option riêng. Và sau đấy khi mà sếp chúng ta bảo cần thay đổi. Ví dụ như tôi không muốn phân trang 2, 5, 10 nữa. Tôi muốn phân trang là 5, 10, 15. Tôi muốn phân trang là 20, 40, 60. Đúng không? Thì chả nhẽ lại vào trong đây sửa từng cái một. Thì chúng ta không làm thế. Chúng ta sẽ, và đặc biệt là cái phần này chúng ta phải đồng bộ trang não phải như trang nào để cho người ta quen thuộc. Thì chúng ta sẽ phải có những cái biến hoặc những cái hàm riêng của mình để hiển thị được cái danh sách này của tôi. Ví dụ tôi sẽ tiến hành ở trong blog này, tôi sẽ tạo ra một cái thư mục mới tên là helper sc. Trong này tôi tạo ra một cái file tên là utin.php. Ở đây tôi sẽ có một cái if. À quên nhầm, xin lỗi. Tôi viết code PHP đã. Utin.php. Trong này tôi sẽ có một hàm ở một cái if function trừ exist. Như này đúng không nhỉ? Sao thấy nó ngu ngu kiểu gì à? PHP function exist. Đây chúng ta có cái hàm function exist. Check xem một hàm đã tồn tại chưa mà. If function exist tên là get page size list. Ví dụ như này, đúng không? Mà bằng false phủ định của cái hàm này. Tức là chúng ta chưa có cái hàm tên như này. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái hàm là function get page size list. Cho nên chúng ta chỉ đơn giản là return là 5, 10, 20 thôi. Nó không có gì cả. Đơn giản là return một cái mảng. Vậy thôi. Sau đó chúng ta sẽ bê cái này
B cái hàm này vứt vào đây. B cái hàm này vứt vào đây. Này là xong. Đúng không? Thay cho cái việc hiển thị lung tung kia chúng ta viết này là xong. Nhưng mà chắc chắn với các bạn luôn cái này là không chạy được. Đây là PS. PS. Này chúng ta vứt vào đây là chết luôn. Không có cái hàm này. Bây giờ làm sao để có cái hàm này? Chúng ta sẽ vào trong cái phần là Composer JSON. À đâu nhầm. À đúng không? Composer JSON PSR. Chúng ta sẽ có cái đoạn gì nhỉ? File à? Chờ chút nhé, để tôi xem lại cái Composer của cái phần lớp trước tôi làm, tôi quên xử mất rồi. 1610 này, đây Composer JSON. Wait. Visual Tech. Đây à, auto load. Auto load PSR4 file. Rồi đây, tôi có cái file. Là tôi sẽ có file này nó trỏ đến cái thư mục là helper và file là utin. Đúng đường dẫn không? Helper này utin.php. Xếp xuống và tôi chạy lại cái câu lệnh là composer dump auto load. Thì tôi sẽ gửi cái này lên cho các bạn. Đây rồi. Tạo một cái tab mới. PHP nhầm. Composer dump auto load. Tất nhiên là phải khởi động lại server. Lâu thế. Ôi giời ơi, cái gì đây? Fail to open stream. Cái gì mà vendor composer này? Helper này. Đấy, ngu ngu à? Chờ tôi chút nhá. File custom helper utin auto load. Đúng rồi mà, mình có làm sai gì đâu. File này, rename này, helper này, copy name. Composer JSON utin. À viết sai. Utin. Tôi viết sai chính tả. Utin. Chạy lại. Rồi, được rồi. Xong. Chúng ta chạy lại server. Sớp. Rồi, xong. Chúng ta ra ngoài này, chúng ta reload. Chúng ta thấy nó chạy được chưa? 5, 10, 20 này. Đúng không? Giờ chúng ta vào đây, chúng ta thay đổi. Xếp vào đổi, phát đổi luôn. Là bây giờ là 10. 20, 40, đổi phát đổi luôn, đúng không? Tự viết hàm helper cho mình thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đó, và sau đó thì chúng ta có gì? Chúng ta truyền ra ngoài này một cái biến, đây chúng ta truyền cái biến PageSize ra ngoài rồi đúng không? Copy cái biến PageSize này, ở ngoài cái index blade kia chúng ta có gì? A cộng if, nếu mà cái biến page size nó bằng với cái biến ps a cộng and if thì chúng ta sẽ có là gì? Selected đang bằng 5 đúng không, tèo đúng không,
chúng ta sang 20. 20 sẽ luôn được chọn. Đúng không? Reload chart. 20 sẽ được chọn luôn. Giải quyết được chưa Hải? Tôi đẩy cốt lên nhé. Cái cách chúng ta tự viết cái hàm helper cho mình. Được chưa? Chúng ta sẽ làm đôi phần là hiển thị danh sách chào đây. Đó. Không nhớ được cái mang thị sách thì biết cả. Chứ còn như thế này được thế này. Xem chưa? Thế này nó là mảng.
xóa đi, xóa nốt này đi, xóa này đi, rồi xếp xuống, rồi xếp cái em rồi đi đây, đúng không? Đây này, mày nhanh không? Đúng cái tay lên trên. Đúng chưa? Rồi. Nào. Từ giờ nó chạy xong rồi. Nó. Ok. Phải nó không giờ. PHP Composer Demo Tool là cái gì? Cái gì? Là gì có PHP? Thank you.
Đây làm vận danh danh sách hiển thị ra các bài viết cho tôi nhanh lên, nói xong rồi chuyển luôn cho Facebook mới sợ chứ. Một vừa hay phải các bạn. Làm phần danh sách, hiển thị ra danh sách của bài viết đi. Làm không chịu làm, nghịch ngang ngậm. Nga làm cái nhà đây. Thank you.
Thank you.
Yeah.
làm bài cứ như kiểu là đùa ấy. Đây á, mày ngáo hả Hải? Mày xem mà cả lớp đây có đứa nào có không? Chỉ có tôi mới có thôi, máy nó thế. Đây là Chrome cho Mac nó vậy. Cứ như thằng nào cần ấy, lay hoa lay hoay. Tháo đá làm phần thấy cho sản phẩm cho post đi, post cho bài viết. Hứng thú với cái phần làm đấy, phải làm cái mới nữa, làm cái chán. Nhân gì chứ? Vâng, phần tràn phần trước được tìm kiếm các thứ đi, dữ liệu cái code có rất là nhiều mình phải ghi không? Mày chạy đến năm năm qua con cô đưa ra con cô sống được cái sai đi. Chưa bị những cái lỗi bao giờ. Nhà bỏ này đi mò. Xóa đi nhá. Xóa này đi. Nó
bắt cái lên. Đúng không? Thank you.
Thank you.
Thank you.